cộng lại giùm mẹ đi mà. Dạ cô ơi. Ủa hai đứa đi đâu vậy? Dạ Tâm Anh làm bài được 9,5 điểm, cho nên là con tính dẫn Tâm Anh đi nhà sách mua quà hả cô? Trời, bữa nay Tâm Anh được 9,5 điểm nữa hả con? Dạ. Sao mà giỏi quá vậy nè? Con nhớ là cố gắng lên nha. Dạ. Dạ đứa đi đi. Dạ tụi con chào cô. Con chào cô đi. Con nhà người ta học giỏi thế ham thiệt á. Làm gì? Ngồi xuống này cho mẹ. Ngồi xuống. Tại sao con thi mà không nói cho mẹ hay hả? Cái đó đâu phải là thi, chỉ là bài kiểm tra nhỏ xíu. Đưa đây cho mẹ. Đưa đây cho mẹ. Đưa đây cho mẹ. Kỳ này con sẽ cho cái đồ đáng ghét nó biết tại. Lần nào thi cũng chỉ có 1,5 điểm. Cái con nhỏ này, con học hành cái kiểu gì mà chỉ có 1,5 điểm à hả? Tại cô cho bài khó quá thôi. Còn nói nữa hả? Tâm Anh người ta đi học sau con lâu lắm luôn á, mà lúc nào người ta đi thi cũng được 9-10 điểm, còn con lúc nào cũng lẹt đẹt 1-2 điểm là sao? Không biết mắc cỡ hả? Có gì đâu mà xấu hổ, cái đồ đáng ghét đó chỉ nằm trong lòng bàn tay của con thôi à. Tại con chưa muốn gạch tay thôi. Liễu ơi. Ơi, tôi đây, ông vào đi. Dạ. Dạ con chào bác. Chào các bạn trẻ. Chờ tôi chút xíu nha, tôi đang giở tay tôi ra liền. Rồi được rồi. Bác ơi, ăn cơm chung với tụi con nha. Không, lát nữa tôi sẽ nấu riêng cho ông món ngon nha. Thôi mấy đứa ăn tự nhiên. Ủa bà cũng phải nấu ăn nữa hả? Lâu lâu rảnh rỗi nấu vài món cho tụi nhỏ ăn cho vui mà. Tôi tưởng bà chỉ có cho thuê phòng chứ ai về bây giờ phải phục vụ ăn cho người thuê nữa hả? Vui mà ông. Nè ăn đi mấy đứa. Dạ, ăn mạnh vô nha. Dạ con cảm ơn cô, đồ ăn ngon lắm cô. Cảm ơn con. Dạ mấy đứa mà gặp được chủ nhà như vậy là may mắn lắm đó nghe. Dạ. Thực ra mấy đứa nhỏ mà con ở đây hả là tôi vui lắm, chứ một mình tôi ở căn nhà rộng lớn như vậy buộc chết đi được. Nè ăn đi mấy đứa. Dạ. Ăn mạnh vô nha. Dạ cảm ơn cô. Theo như nguyên tắc á thì thuê nhà mà được chủ nhà nấu cơm cho ăn thì phải tăng cái tiền thuê nhà lên đó. Hả? Tôi nói không đúng à? Ông nói vậy nghe sao được hả ông? Thật lòng mà nói, tôi coi mấy đứa nhỏ như là con cháu trong nhà vậy đó. Tôi yêu tụi nhỏ lắm. Ồ vậy hả? Bà đúng là có tấm lòng Bồ Tát mà. Mấy người hàng xóm xung quanh đây nè, ai cũng nói tôi như vậy đó. Thực ra ban đầu đó, họ rất là tức giận vì tôi cho thuê nhà với giá quá rẻ và đòi tôi phải tăng lên cho bằng được. Nhưng mà tôi đã nói với họ rằng phải biết thông cảm với những người phải thuê nhà. Tôi cho thuê phòng chỉ là vì tình cảm thôi, chứ không phải là vì tiền đâu. Dần dần rồi họ đã hiểu ra điều đó, cho nên cũng nói với tôi là Bồ Tát sống y như là ông vậy đó. Bà nói đúng lắm. Nè mấy đứa ăn nhiều vô nha. Dạ. Cảm ơn cô. Thực ra là tôi rất là vui khi có tụi nhỏ ở đây. Và tụi nó thật sự rất là ngoan. Em đừng nói chuyện điểm với làm chi nữa. Con bé nó đang căng thẳng lắm rồi đó. Con chỉ mới có lớp 1 thôi. Nó có học cái gì đâu mà căng với thẳng không biết nữa. Con cũng đã cố gắng lắm rồi mà. Nó cũng muốn thua ai đâu. Càng nghĩ là em càng bực bội. Anh thấy hai đứa nó khác biệt quá trời quá đất không vậy? Một đứa thì sống ở trên núi, mấy tháng trời nay mới được đụng vô sách vở, mà điểm bài thi của nó lúc nào cũng 9,10 điểm. Còn con của mình á, nó có thiếu thốn cái gì đâu mà điểm trung bình còn không đạt được nữa. Em nói vậy sao được? Tự nhiên đem hai đứa nhỏ so sánh với nhau. Không so sánh sao mà được? Anh không thấy hai đứa nó cách biệt quá trời quá đất hả? Em không chịu đâu. Để con người ta hơn con mình như vậy, tự nhiên thấy mắc cỡ lắm. Tự nhiên nói tới thì thôi, bực bội quá. Em à, anh nghĩ á. Đừng có nói nữa, đang bực mình nè. Xuống lấy cho em ly nước đi. Theo anh thấy á. Xuống lấy cho em ly nước nghe không? Anh đi liền.
ơi. Dạ con chờ chú mới về. Con hết đau răng chưa? Dạ con hết rồi chú. Sao? Nhổ răng có đau không? Dạ bác sĩ ở nha khoa Kim nhổ cho con nhẹ lắm, con không thấy đau gì hết. Dạ thôi chú lên nghỉ ngơi nha, con làm việc tiếp. Khoan đã. Dạ. Để chú coi coi. Dạ thôi con không sao đâu. Ngại gì mà ngại, đưa chú coi. Con không sao thiệt mà chú. Đưa chú coi đi. Dạ thôi. Con dạ. Bé này. Con chào chú nha. Nè. Gì vậy cậu? Không có gì. Nè. Dạ. Con có thuốc rồi đúng không? Dạ. Uống đúng giờ rồi chưa? Con Harry à, tôi không thể tin được mà tiền phòng mà tăng lên là chết thay tụi mình luôn đó. Thôi mà chắc là bác ấy chỉ nói chơi thôi. Nhưng mà bác Tú Tài muốn nói cái gì ra là phải suy nghĩ chứ, bác ấy đâu có cho thuê ở đây đâu mà tự nhiên đề nghị tăng tiền phòng chứ vậy. Bác Tao Hài lúc nào cũng vậy đó, toàn đi lo chuyện bao đồng không à. Chắc là vậy á. Ủa nhưng mà tiền phòng đây cô Liệu lấy có rẻ hơn chỗ khác thiệt không vậy mọi người? Rẻ hơn nhưng mà không có được bao nhiêu hết á, là không có rẻ quá cũng không có mắc quá, em hiểu không? Tức thiệt chứ. Mà nghĩ lại cũng mắc cười thiệt ha. Tháng nào tháng nấy mình cũng đưa tiền đủ cho cô, mà cách cô nói chuyện giống như mình ở chùa vậy. Thì đó. Có tin nhắn rồi. Sao suy tư dữ vậy? À có gì đâu. Hey, bực bội. Gì vậy con? Gì vậy con? Hôm nay con vẽ tranh á, cô giáo khen là con vẽ đẹp á. Trời ơi, làm chi của ba này giỏi quá ta. Biết vẽ tranh nữa chứ. Con vẽ cái gì vậy? Con vẽ Pikachu á, con vẽ giống lắm luôn á. Pikachu á hả? Cô giáo con có bình thường không? Mà sao vẽ cái gì gì mà điểm cao à? Dạ đúng rồi, ba này. Đẹp mà ba. Cái này là gì vậy? Cái này là mẹ phải không? Không phải, này là ông. Trời đất. Ông gì tím lè bộ bệnh hả? Mẹ đâu, mẹ đâu? Mẹ đây phải không? Không phải, cái này là tủ lạnh. Mẹ đây nè. Mẹ màu đỏ vậy đó hả? Dạ đúng rồi. À vậy chắc chắn là ba rồi đúng không? Không có thời gian công vậy ba. Vẽ ba thế vô cái tủ lạnh cũng được mà. Nhưng mà dù sao bức tranh này cũng được chơi trong lớp rồi. Mẹ nói con giỏi chưa? Hả? Mẹ đây làm chi? Con nói cái gì? Cái bức tranh của con bữa nay được cô giáo treo trong lớp lận hả? Dạ đúng rồi. Trời sao mà con gái này giỏi quá vậy nè. Chắc chắn sau này con sẽ trở thành một nữ danh họa chuyên về trường phái trên trù tượng. Đúng rồi, nó giỏi thiệt. Con người mà nó bê tông hóa luôn. Ba khối bê tông chạy ba trù tượng mà. Ba này con thấy đẹp mà. Trời ơi làm gì bữa nay giỏi quá. Con gái của mẹ giỏi thiệt á. Mẹ, mẹ thấy đẹp đúng không mẹ? Đẹp chứ. Vậy mẹ đóng khung á, mẹ treo lên bàn trang điểm của mẹ. Bức tranh này đẹp mà. Nhất định là mẹ sẽ lộng khung mẹ treo ở trong phòng. Làm chị giỏi quá. Wow. Em vẽ đẹp thiệt đó ha. Dạ. Tâm Ý à? Dạ, dạ con chào cô. Ừ. Con có thấy cái áo sơ mi của cô đâu không? Dạ áo sơ mi nào cô? Sơ mi caro đó. Dạ để con kiếm cho cô. Tâm Anh. Dạ. Con đang vẽ hả? Vẽ đẹp quá ta. Nè Tâm Anh. Dạ. Bức tranh của con có được treo trong lớp không vậy? À dạ không. Hả? Vậy là chỉ có bức tranh dạ, của... Dạ tất cả các tranh của các bạn đều được treo ở trong lớp đó cô. Hả? Dạ. Tại vì tranh của Tâm Anh vẽ đẹp nhất cho nên được treo ở văn phòng trường đó cô. Cô thấy Tâm Anh vẽ đẹp không cô? À, đẹp chứ. Tranh của Tâm Anh đẹp quá. Con giỏi lắm. Dạ. Cảm ơn con. Đây là chị nè, đây là em nè.